Miếng dán sàn giả gỗ là một cái loại mặt hàng mà nó lặng và nó cồng kềnh, thế nên là hình thức giao hàng của nó cũng có chút gọi là phức tạp. Và bên mình sẽ đưa ra hai hình thức gọi là vận chuyển ship hàng để thuận tiện nhất cho những người mua. Thì hình thức đầu tiên đó là gửi hàng bằng xe khách. Có nghĩa là mình sẽ đem hàng ra các bến xe các thứ để gửi hàng cho các bạn. Thì cái ưu điểm của việc gửi hàng xe khách đó là nó sẽ giao hàng nhanh. Ví dụ như mình sáng mình gửi hàng phát là chiều có thể các bạn nhận được hàng rồi. Tối hoặc là sáng mai là các bạn dán được sàn rồi. Và ưu điểm tiếp theo đó là chi phí gửi hàng xe khách thì nó sẽ rẻ hơn, bởi vì đây là hàng cồng kềnh mà, nó sẽ rẻ hơn so với việc mình gửi hàng bưu điện các thứ đó. Thế còn nhược điểm của việc gửi hàng xe khách đó là nó sẽ không thể giao hàng tận nhà cho các bạn, mà cần phải hẹn ở một cái điểm nào đó để mình ra lấy hàng. Và nhược điểm tiếp theo đó là trong một số trường hợp, một số nhà xe người ta sẽ không thu tiền hộ, thì khi đó thì các bạn cần phải gọi là thanh toán chuyển khoản trước cho mình để mình bọc hàng và mình gửi hàng xe khách cho bạn. Còn nếu như tìm được nhà xe nào đó mà người ta thu tiền hộ thì các bạn có thể thanh toán khi nhận hàng đó. Và hình thức vận chuyển thứ hai đó là vận chuyển qua Shopee, có nghĩa là các bạn sẽ đặt sản phẩm qua link Shopee sản của bên mình, tức là cái Shopee của bên mình đó. Thì khi mà các bạn đặt đơn hàng thì mình sẽ bọc hàng và mang ra bưu điện để bưu điện ship vào cho các bạn thôi. Thì cái ưu điểm của việc đặt hàng Shopee đó là các bạn có thể thanh toán khi nhận hàng. Và ưu điểm nữa đó là các bạn có thể áp những cái mã giảm giá của Shopee và thêm là những cái mã giảm giá của bên mình nữa, bởi vì bên mình đang thúc đẩy bán hàng trên Shopee nên là sẽ có những mã giảm giá cho khách hàng. Đó. Còn nhược điểm của việc đặt hàng trên Shopee đó là nó sẽ giao hàng chậm hơn so với việc gửi hàng xe khách. Đó, và cái phí ship của nó sẽ cao hơn, bởi vì các bạn phải hiểu là 10 mét vuông thì nó đã phải nặng khoảng hơn 30 cân rồi. Đó, nên là phí ship nó có thể gấp 2 gấp 3 lần so với việc gửi hàng xe khách. Ok. Nếu như các bạn cần xem những video như là hướng dẫn dán sàn chi tiết hay là review chi tiết về chất lượng sản phẩm một cách gọi là cụ thể thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả để anh em có thể tham khảo. Ok, và mình là Dậu Decor đến từ One Z Decor. Ok.